Alo, xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một cái chủ đề, đó là Delegate ở trong CSAP. Thì đây là một cái chủ đề nâng cao. Thì Delegate cũng được sử dụng rất là rộng rãi ở trên thực tế, và đặc biệt trong các hàm callback hoặc là window form sau này. Cho nên cái chủ đề này vô cùng quan trọng để mà giúp cho các bạn hiểu được các cái chủ đề tiếp theo. Khi học về một cái chủ đề mới chẳng hạn, thì đầu tiên chúng ta cũng phải xem xét là tại sao nó lại sinh ra, và nó sinh ra để giải quyết cái vấn đề gì trước đây. Nếu không có delegate thì chúng ta sẽ như thế nào, và sau khi có delegate thì cái vấn đề của chúng ta nó sẽ được giải quyết một cách dễ dàng như thế nào. Thì delegate thì theo Microsoft định nghĩa thì nó là con trỏ hàm thôi, đơn giản như vậy, con trỏ hàm. Thì bây giờ nhắc đến con trỏ và nhắc đến hàm, thì trước tiên chúng ta sẽ xây dựng một cái hàm trước, các cái hàm trước, và chúng ta thao tác dữ liệu trên cái hàm đó, xem là nó có cái vấn đề gì và tại sao delegate sinh ra nó lại giải quyết cái vấn đề trước đây. Giả sử chúng ta sẽ tạo ra hai cái hàm, public đi, int hàm đầu tiên tớ để cho hàm s. Hàm s ở đây hai cái tham số đó là x và y, đúng chưa? Return, chúng ta return x cộng với y. Chúng ta cũng có một cái hàm khác, làm nhiều cho nó, làm nhiều hàm thì nó sẽ rõ hơn. Public in chúng ta có subtract, yeah, return x chữ y. Chương trình nó đủ thông minh để nó viết cho chúng ta. Enter xuống dòng. Chúng ta có cái hàm gì nữa? Chúng ta có cái hàm thế thôi. Trước tiên như vậy đã. Rồi, đây là một cái hàm thì chúng ta hay viết ở trên thực tế, và chạy các cái hàm này nó vụ đơn giản thôi. Muốn chạy hàm s thì chúng ta chỉ việc làm sao? Chúng ta int s đi. In red đi, chúng ta sẽ có hàm s ở đây. S và 3, 5. Và chúng ta sẽ có in s. In s đi. In minus, in sub đi, in sub của chúng ta sẽ bằng sub copy cái hàm từ trên xuống dưới, subtract và 3 5. Đây là cách thức mà chúng ta hay viết ở dạng bình thường. Chúng ta tớ gọi cái code này, nó gọi code là level 0. Đây là code vỡ lòng, được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có một cái lỗi ở dưới này, thì khi chúng ta di chuyển con trỏ chuột lên đây thì nó bảo rằng là cái object reference required for non-static field, trường của chúng ta cần phải tĩnh. Muốn giải quyết cái lỗi đỏ này thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta cái lớp này chúng ta cần phải được khởi tạo, hoặc là chúng ta để cái trường này là trường static, thì nó sẽ giải quyết vấn đề. Ở đây chúng ta giải quyết vấn đề nhanh để cái này thành static thôi. Lỗi dưới này nó hết. Và đây chúng ta có thể console write line đi. Console write line value of s sẽ bằng với lại cái gì đó, bằng với lại cái s ở đây. Viết cái này ra để debug cho nó dễ thôi. Chúng ta nhìn thấy subtract sẽ bằng sub vào đây. Thì cái này câu lệnh này thì đến bước này nó cũng vô cùng đơn giản thôi, chưa có gì cao siêu cả, được chưa? Rồi lập trình viên thì sẽ không dừng lại ở đây, họ muốn tiến tới một cái level cao hơn nữa, level 2. Level 2 thì ở cái level 2 này thì ý tưởng nó là như thế nào? Đó là chúng ta với mỗi một cái hàm chúng ta có các cái thao tác khác nhau này, và cùng thao tác trên một con số cả. Nó chỉ tham số giống hệt nhau, chỉ có các cái phép toán nó là khác nhau thôi. Thì ở trong cái này thì mọi người cũng đã học qua khái niệm đa hình rồi. Chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái hàm nó giống y chang nhau về tên, được chưa? Vì vậy cho nên là cái hàm có cái tên giống nhau thì tớ không muốn nói lại nữa. Thì chúng ta sẽ đặt ra một cái hàm chung lên cái lập trình level 2. Chúng ta sẽ đặt ra một cái hàm chung là public. Đây là lập trình level 2, được chưa? Public, chúng ta static int, và lúc này có hàm chung là chúng ta là perform calculation đi, thực hiện
cái calculation này đầu vào của chúng ta vẫn là x và y. Trong cái perform calculation này thì cái mà chúng ta muốn thì chúng ta sử dụng một cái tên duy nhất thôi. Xuống dưới này thay vì là sử dụng hai cái tên, chúng ta sử dụng một cái tên, được chưa? Perform calculation vào đây chúng ta là 3, 5. Và cái mà chúng ta đang muốn sử dụng hàm S thì chúng ta cho với chữ S ở đây, được chưa? Nếu như là S thì chúng ta cho chữ S ở đây. Và nếu như là subtract thì chúng ta thay bằng chữ subtract ở đây, được chưa? Đây là cái mà chúng ta sẽ cải tiến cái code. Giờ mọi người vấn đề như cũ cũng được, chúng ta muốn cải tiến cái code này lên. Nhìn cái code này chúng ta trông cái code của chúng ta sẽ nếu mà chạy được, được và cái mà chúng ta muốn thì nó sẽ trông nó pro hơn rất là nhiều. Và cách code theo kiểu này thì các bạn cũng sẽ gặp rất nhiều trên thực tế. Để thực hiện cái perform calculation mà có thể làm theo kiểu này, ở đây chúng ta có 1, 2, 3 tham số, được chưa? Ở đây chúng ta mới có 2 thôi, chúng ta thêm một cái tham số nữa. Có kiểu, vì ở đây là kiểu string, được chưa? Cho nên chúng ta để đây thành kiểu string. Chúng ta đặt là of thì tương đương operation đó. Và đây chúng ta sẽ tùy vào cái bài của chúng ta thôi. Chúng ta sẽ so sánh, nếu như cái chuỗi này nó bằng s thì chúng ta thực hiện gọi hàm s, và nếu như là struct thì chúng ta gọi hàm struct, được chưa? Substruct. Nếu như là cái of của chúng ta nó sẽ bằng cái gì ạ? S đây chúng ta chuyển vào thì chúng ta sẽ return hàm s, được chưa? Else thì chúng ta sẽ return. Đó, chương trình rất thông minh. Và khi mà đã làm như vậy rồi thì chúng ta có thể thực hiện cái câu lệnh này được rồi. Được. Thay thế vào câu lệnh rưỡi. Lúc này code của chúng ta nó sẽ pro hơn rất là nhiều. Chúng ta chạy thử cái này xem. Được. Thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy rằng là S là 8 sắp trước bằng trừ 2, 3 cộng 5 bằng 8 và 3 trừ 5 bằng trừ 2. Không có vấn đề gì hết, code chúng ta vẫn chạy nguyên và lành lặn, được chưa? Rồi, cách đối với level 2 chúng ta dừng lại ở đây. Và cảm thấy rằng là cái code của chúng ta nó cũng đã ổn ổn rồi. Nhưng mà đối với level 2 này chúng ta sẽ gặp cái vấn đề gì không? Có, được chưa? Điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta scale up cái vấn đề lên? Scale up có nghĩa là gì? Thêm nhiều chức năng. Ngoài cái hàm cộng và cái hàm subtract, lúc này chúng ta sẽ thêm được các cái chức năng khác nữa. Ví dụ như tính nhân và chia chẳng hạn, được chưa? Nhân và chia thì đồng nghĩa việc chúng ta sẽ có thêm cái hàm như này. Nhân ở đây là multiply đi. Ở đây chúng ta sẽ dùng là mol. Và đây chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là hàm chia nữa. Chúng ta bắt đầu làm phức tạp của vấn đề lên. Div divide, được chưa? Đây là divide. Và lúc này chúng ta sẽ có hai cái hàm bên dưới. Cái này bên dưới chúng ta có add sub moon và divide, được. Đây là moon và đây là divide. Rồi, mỗi khi chúng ta thêm một cái hàm mới ở trong này thì đồng nghĩa việc chúng ta sẽ phải bổ sung ở câu lệnh kiểm tra điều kiện trên. Câu lệnh kiểm tra điều kiện trên chúng ta mới kiểm tra cho có hai cái thôi. Bây giờ muốn cho nhiều cái chúng ta cần phải else if ở đây. Of của chúng ta lúc này sẽ bằng multiply chẳng hạn thì sẽ phải return cái hàm nào? Return. Ở đây chúng ta chưa có hàm multiply đúng không? Chúng ta cần phải tạo ra thêm chúng ta hai hàm nữa. Một cái hàm là multiply đây, và chúng ta return cái x thay vì là nhân. Thì chúng ta thay vì là trừ, chúng ta đổi sang thành nhân và thành chia. Như vậy, chia của chúng ta là divide. Divide đây, chúng ta đổi thành divide và x over i, y. Được, chúng ta có 4 hàm đây. Đồng nghĩa việc chúng ta cần phải có 4 câu lệnh if else đây. Và if else đây multiply đã có rồi. Và chúng ta có subtract trước đi. Sub theo thứ tự đây đi.
subtract thì chúng ta đổi thành subtract, multiply thì chúng ta sẽ chịu gọi hàm multiply. Nếu mà multiply cuối cùng là không thỏa mãn bất kỳ 1, 2, 3 trên thì chúng ta sẽ chịu gọi hàm divide. Như là divide đây. Rồi, đó là cách chúng ta giải quyết cái vấn đề trên. Và nó sẽ vẫn chạy ổn, được chưa? Chúng ta có thể chạy thử và chúng ta xem. Đây được chưa? Kết quả nó vẫn đúng. 8 trừ 2, 15 divide chúng ta bằng 0. Vì lý do 3 chia 5 nó sẽ bằng 0 phải bao nhiêu đó. 3 chia 5 nó không phải bao nhiêu đó, không phải bao nhiêu đó. Vì chúng ta trả về kết quả là kiểu int, cho nên nó làm tròn với int, được chưa? Int nó là kiểu số nguyên mà. 0 chấm mấy nó vẫn là 0 thôi. Chúng ta không định vị cái này đâu. Được chưa? Tiếp theo nữa thì bây giờ chúng ta nhìn lại đây. Thì cái level chúng tớ gọi nó là level 1. Cái level 1 này nó có vấn đề gì không? Nếu như cái bài toán của chúng ta nó chỉ có ngắn gọn như thế này thôi thì chắc là không có vấn đề gì. Được chưa? Không có vấn đề gì và chúng ta cũng có thể liên hoan ăn mừng ở cái level 1 này rồi. Và cái level 1 này nó có vấn đề gì? Nó chính là cái việc là chúng ta mở rộng cái bài toán lên, scale up cái bài toán lên. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta không chỉ có đơn giản là bốn cái chức năng này thôi, bốn cái điều kiện này thôi, hoặc là bốn cái hàm này thôi. Khi mà chúng ta có khoảng tầm 100 cái thì sao? Và 1.000 cái thì sao? Với mỗi 100 cái, 1.000 cái đó thì đồng nghĩa việc chúng ta cần phải có 100 cái hoặc là 1.000 cái email. Chúng ta ngồi gõ này xong các bạn vừa nhìn thấy tôi copy paste như thế này có mà chết, được chưa? Không được. Không tốt. Khi mà chúng ta, cái bài toán của chúng ta nó lớn lên, scale up nó lên. Thế thì câu hỏi đặt ra thì có một cách nào chúng ta có thể tiến lên một cái level mới hay không? Level, đặt nó là level 2. Bây giờ đặt level 2. Thay vì chúng ta phải ngồi gõ, cái cách này chúng ta rất là thủ công và chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào những cái giá trị mà chúng ta đã được định nghĩa sẵn nhá, đã được định nghĩa sẵn. Cái hàm này của chúng ta đã được nghĩa sẵn và câu lệnh này của chúng ta đã được định nghĩa một cách rất tường minh là gặp cái kết quả nào thì sẽ gọi hàm nào. Đây là chúng ta đang hard code, có nghĩa là code một cách thủ công. Thủ công có nghĩa là chúng ta biết chắc là chúng ta gọi chính xác hàm nào khi mà một cái câu lệnh điều kiện nó gặp. Được. Thế nếu bây giờ chúng ta muốn cải tiến cái này lên, chúng ta không cần quan tâm đến những cái điều kiện này khác. Điều kiện if else ở trên, hay nói khác là chúng ta muốn làm thế nào để tối ưu hóa viết code được thông minh hơn không? Thay vì viết 10 dòng, 100 dòng, 1.000 dòng, chúng ta viết có dòng thôi. Được chưa? Viết có dòng thôi. Và cái dòng đó thì chúng ta sẽ phải triển khai như thế nào? Đầu tiên nó là về cách tư duy. Có hay không có một cách nào đó, nếu như chúng ta biết rằng là cái hàm này của chúng ta có tên như thế này, cái tên hàm chúng ta truyền vào thì nó sẽ thực hiện nguyên nguyên cái đó. Thì ở phần bên dưới này, thay vì cái, tại vì ở đây chúng ta truyền là S, chuỗi nó có kiểu S và kiểu S nó vô hình chung nó lại cùng tên với lại hàm, cùng tên với hàm, được chưa? Và chúng ta muốn đổi đi một chút, thay vì truyền S này vô, cái S này là dạng chuỗi, tôi không muốn truyền dạng chuỗi nữa. Cái mà tôi muốn truyền là tôi truyền thẳng hàm S này thôi, được chưa? Và khi cái này chuyển vào, đó là một cái hàm, hàm S, tức là cái hàm này tôi muốn truyền thẳng nó vào cái tham số này. Tham số là cái phần này này. Và lúc này công việc của tôi, cách tư duy nhé, công việc của tôi thay vì phải kiểm tra if else, công việc của tôi duy nhất nó chỉ là thực thi cái hàm này thôi. Mỗi vậy thôi, hết. Được chưa? Nếu tôi truyền vào là S khi truyền qua đây thì nó cũng sẽ tương đương với S ở đây. Và S ở đây, đây là tên hàm chứ không phải là hàm nó chạy. Chúng ta truyền tên hàm này vào đây, hàm này nó sẽ qua đây và nó sẽ biến thành S ở đây. Được chưa? Và lúc này công việc của chúng ta chỉ là thực thi cái hàm đó thôi, được chưa? Nếu chúng ta truyền vào là subtract, nếu chúng ta truyền vào là multiply, cùng gọi một cái hàm nhé, cùng gọi một cái hàm, đây là đi
Và được chưa? Cùng gọi một cái hàm vào đây. Thay vì truyền là một chuỗi, bây giờ truyền là một hàm. Ở đây là một hàm thì, nhưng mà chúng ta đang khai báo ở trên này nó là một chuỗi, thì đâu đó cái mà chúng ta cần nhé. Thì lúc này thay vì một chuỗi thì chúng ta cố gắng để cái này là cái gì ạ? Function. Đấy là cái chúng ta muốn. Được chưa? Truyền vào một hàm để chỗ này là function, thì cái này cho vào đây nó sẽ hiểu là function add, và đến lúc add vào đây rồi, off ở đây nó sẽ, ví dụ dòng 31 này chạy thì cái chữ add này nó sẽ được gán vào cái off này, và khi off này nó thực hiện lên thì nó sẽ được chạy đúng cái hàm add này thôi. Đấy là cái tư tưởng mà chúng ta muốn, đấy là cái tư tưởng mà chúng ta muốn. Và có cách nào để chúng ta hiện thực hóa cái tư tưởng này hay không? Bởi vì sao? Bởi vì theo cái cách mà chúng ta đang làm hiện tại, này, đương nhiên là chương trình nó sẽ xảy ra lỗi, được chưa? Ví dụ như là cái function này chẳng hạn, thì Microsoft nó không hiểu cái function này nó là cái gì, được chưa? Type kiểu, được chưa? Nhìn thấy chữ kiểu chưa? Kiểu ở đây nó không hiểu cái function này, mà ông chương trình nó không hiểu nó là cái gì, được chưa? Và ở đây trong cái phần off này chắc chắn nó sẽ không chạy rồi. Ở đây chúng ta chưa return một cái hàm return 1 để cho nó đỡ lỗi, đúng chưa? Nó không chạy. Bây giờ làm thế nào để cho nó cái này nó chạy được, và cái function chúng ta cần phải định nghĩa như thế nào? Thì Microsoft biết được cái nhu cầu của chúng ta, và Microsoft tạo ra cho chúng ta một cái cách thức, và chúng ta có thể hiểu rằng đó chính là delegate. Và delegate lúc này sinh ra để giải quyết cái vấn đề này của chúng ta, đúng chưa? Là làm cho đoạn code này nó chạy đi. Để giải quyết được cái vấn đề đó thì chúng ta hãy định nghĩa ở đây là một cái delegate, chúng ta định nghĩa ở đây là một cái kiểu. Và bây giờ cái cách thức chúng ta đặt tên kiểu ở đây là như thế nào, có phải chúng ta đặt lung tung có được hay không? Thì không được, Microsoft có quy tắc rõ ràng đàng hoàng. Đúng chưa? Rõ ràng đàng hoàng. Chúng ta sẽ khai báo một cái delegate ở đây để làm cho cái chương trình này nó chạy. Cách thức chúng ta để khai báo cái delegate như sau. Cú pháp của delegate đầu tiên nó sẽ là reference, đầu tiên nó sẽ là access modifier. Cái thứ hai cần phải có đó là cái chữ delegate. Cái số 3 sau delegate chúng ta phải có return type. Cái thứ tư delegate name. Tên của delegate, và cái số 5 nó chính là các parameter hay là tham số. Và cái parameter này, và khi chúng ta tạo cái delegate này chúng ta cần phải tuân theo cái gì? Chúng ta đều cần phải tuân theo cái quy tắc của Microsoft. Parameter, được chưa? Đây là cái cú pháp syntax của Microsoft và chúng ta bắt buộc phải tuân theo, được chưa? Dựa vào quy tắc này chúng ta cụ thể hóa nó như thế sau. Đây là quy tắc ở phía trên mà chúng ta cụ thể hóa nó. Access modifier chúng ta để là public, đúng chưa? Delegate là từ khóa bắt buộc nên chúng ta cần phải gõ. Tiếp theo nữa, đối với return type, kiểu trả về của delegate, chúng ta có phải tuân theo quy tắc gì hay không, hay là bạ đâu chúng ta cũng trả được? Không được. Kiểu trả về của Microsoft, kiểu trả về của delegate thì Microsoft có quy định rằng là kiểu trả về nó phải khớp với kiểu của các cái hàm mà delegate nó trỏ tới, nó tham chiếu tới. Delegate là con trỏ hàm, mà delegate được định nghĩa là con trỏ hàm. Như vậy hàm nào nó trỏ đến, ví dụ chúng ta muốn trỏ đến một hàm, hai hàm, ba hàm, bốn hàm ở đây, được chưa? Và cái kiểu trả về của delegate return type này nó phải khớp với kiểu trả về của hàm mà delegate định trỏ tới. Kiểu trả về của hàm ở đây chúng ta quan sát xem, của add nó là int, subtract nó là int, multiply nó là int, và divide nó là int. Như vậy chúng ta có kiểu trả về nó là int, đúng chưa? Và một cái vô cùng quan trọng nữa thì khi mà để mà có thể làm được cái delegate này, đó chính là cái kiểu trả về của delegate. Nó Microsoft dùng một cái câu chung, đó là cái signature của cái delegate nó phải khớp với lại cái signature của các cái function hoặc là của các cái hàm. Chúng ta hãy xem là cái hàm đấy, cái từ signature nó định nghĩa như thế nào.
Microsoft định nghĩa signature đó chính là bao gồm có các cái level of, bao gồm có những cái access level như là public, private này, những cái tham số như là các cái tham số bổ sung như là abstract và seal này, đồng thời có bao gồm có return value này, name of the method, tên hàm này, và bất kỳ một cái tham số gì ở trong hàm đó. Đồng nghĩa việc signature của một cái method nó chính là toàn bộ cái dòng này, được chưa? Toàn bộ cái dòng số 10 nó được gọi là signature của một cái hàm. Tương tự như vậy, toàn bộ dòng số 14 nó cũng sẽ bao gồm, nó cũng được gọi là signature. 17 cũng bao gồm là signature của hàm multiply, 14 là signature của hàm abstract, và 10 là signature của hàm add, 21 là signature của hàm divide. Và cái signature của các cái hàm này nó cũng phải khớp với signature của delegate. Trong này cũng cho có hai tham số và thứ tự của các tham số. Delegate cũng phải có các tham số và có các thứ tự của các tham số, được chưa? Có mỗi cái tên này, free thôi, hàng free. Chúng ta đặt tên là gì cho nó kêu, được chưa? Đặt tên gì cũng được. Delegate name là chúng ta gọi delegate là con trỏ hàm nhá. Chúng ta đặt là function pointer đi cho nó, function pointer đi. Cái này là chúng ta sẽ có free, đúng không? Thế còn bên trong của chúng nó, bên trong của cái parameter của cái delegate này, chúng ta cần phải khai báo như thế nào thì ở đây đã gợi ý sẵn rồi. Init, và cũng đúng như cái chúng ta cần. Tham số ở trong này cần phải khớp chính xác với lại các cái tham số của các cái hàm chỉ đến, được chưa? Tí nữa chúng ta khi đến lúc triển khai, chúng ta sẽ xem xét tại sao nó cần phải khớp là như vậy. Tại sao nó phải khớp? Tại vì đến lúc gọi thì chúng ta cần phải chuyển tham số vào thì tham số nó phải khớp nhau, được chưa? Và đây là cách chúng ta khai báo một cái delegate và function pointer. Nó chỉ có ở những thông tin như vậy thôi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái. Phạm vi truy cập. Tên delegate, kiểu trả về tên của delegate và tham số ở trong này. Và lúc công việc của chúng ta để giải quyết cái vấn đề bên dưới vô cùng quan trọng, vô cùng cơ bản, các bạn chỉ cần copy cái function pointer vào đây. Paste đúng vào cái function này. Vậy là công việc của chúng ta đã được giải quyết ở cái dòng số 25 và không có lỗi nữa. Rồi dòng số 27 nó vẫn phải có lỗi. Lúc này cái hàng của chúng ta bắt đầu, cái mà chúng ta cần chịu gọi nó là cái này, được chưa? Và cái này của chúng ta sẽ được chịu gọi, nó đang có lỗi. Vì sao nó lỗi, được chưa? Nó lỗi vì ở đây yêu cầu chúng ta sẽ cần phải có tham số. Trên này của chúng ta sẽ cần phải có tham số này, được chưa? Tham số chúng ta truyền vào và chúng ta lấy ở đâu? Nó chính là x và y, được chưa? X và y ở đây. X và y ở đây tại sao ở trong cái phần này chúng ta đang return, khi mà chúng ta return tất cả những cái đống này nó đều là in hết, cho nên return đây nó sẽ trả về kiểu in thôi. Và đây tại sao nó cần phải khớp với hai cái tham số này? Tại vì là khi cái op này chúng ta chuyển cái hàm sum này vô, hàm s này vô, hàm s nó sẽ chạy vào đây, chỗ này nó sẽ tương đương với hàm s, và cái tham số chúng ta chuyển vào nó chính là hai cái hàm s ở đây, vì hàm s ở đây nó cần hai cái mà, đúng chưa? Vì hàm s ở đây nó cần hai cái, cho nên cái trong này của chúng ta cũng cần phải có hai tham số ở đây. Và vì ở đây chúng ta cần hai tham số ở đây, cho nên là cái delegate của chúng ta cần phải có hai tham số ở trên này. Đó là cách thức chúng ta tư duy là như vậy. Nó nhắc lại này, khi thực hiện cái perform calculation này, cái này nó sẽ được chuyển vào, 3 nó sẽ được chuyển vào init, 5 nó sẽ được chuyển vào y, và hàm s ở đây nó sẽ được chuyển vào đây. Hay nói khác là nguyên cái hàm này của chúng ta nó sẽ được chuyển vào đây, được chưa? Trong này nó chỉ truyền hàm thôi, tên hàm thôi. Và lúc này trong cái hàm này của chúng ta muốn chạy hàm s, nó muốn chạy thì nó phải có hai cái tham số truyền vào, nó sẽ tương đương với hai số truyền vào này vào. Nhưng lúc chúng ta truyền, nhưng mà khi đấy là về tư tưởng nhé. Còn cái op này, kiểu của op nó là kiểu của function pointer. Kiểu của function pointer ở đây nó lại là kiểu ở trên này. Giờ kiểu trên này chúng ta cần có in x và in y, nó tại sao nó khớp với hàm add ở đây, hàm subtract ở đây, hàm multiply ở đây và hàm divide ở đây, là bởi vì chúng ta cần phải truyền tham số vào tương với các cái hàm này. Được chưa? Thì đến đây là nó chạy thôi. Khi mọi người bấm vào đây nó vẫn chạy như là bình thường. Chúng ta sẽ có cái gì đấy? Subtract ở đây. Subtract. Ta có đây. Value add subtract trừ 2 multiply và divide nó sẽ bằng 0, vẫn y chang như những gì chúng ta đã làm ở phần trước. Và dĩ nhiên thì đây nó chính là cái lợi thế của cái delegate mà chúng ta đang tìm hiểu. Delegate thì mọi người nhìn nhận, mọi người sẽ
Nhìn nhận delegate ở rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau, và vì delegate này nó được sinh ra không chỉ sử dụng trong mỗi cái bài toán này đâu, delegate còn được sử dụng ở nhiều trong các cái bài toán khác nhau, và tùy theo cách của một người xử lý cái bài toán của mình như thế nào thì delegate này nó cũng sẽ được phát huy rõ ưu điểm ở trong cái phần đó. Thì trong phần này thì tôi chỉ giới thiệu duy nhất một cái, đó chính là delegate đóng vai trò là một cái con trỏ hàm. Delegate đóng vai trò là con trỏ hàm. Và tiếp theo nữa thì chúng ta đã được xem, sau đó chúng ta được xem suốt từ lúc bắt đầu delegate nó giải quyết cái vấn đề nguyên bản cơ khai của chúng ta như thế nào. Từ lúc các bạn làm lập trình level 0 cho đến level 1, và đây là cách làm level 2 của chúng ta. Và delegate đó, level 0 là cứ cho là các bạn triệu gọi thẳng một cái hàm trực tiếp đi. Level 1 thì các bạn làm tinh gọn cái hàm đó bằng cách chúng ta sử dụng một cái tên cho nó chung. Và việc chúng ta sử dụng cái tên chung này thì các bạn đã được giải thích ở trong qua thông qua cái đa hình rồi, được chưa? Và cái gặp tên chung đó, nếu chúng ta tiếp cận theo cái cách cũ, nó gặp một cái vấn đề rất là lớn, đó là khi chúng ta scale up nó lên, chúng ta cần phải gõ nhiều lệnh quá. Bây giờ chúng ta không muốn gõ nhiều lệnh, chúng ta gõ câu thôi, được chưa? Thì rõ ràng các bạn nhìn thấy ở đây, chúng ta gõ đúng dòng mà nó chạy. Không muốn học lên delegate, các bạn phải gõ nhiều dòng, thế thôi. Nếu bài toán của chúng ta trăm dòng, nghìn dòng, các bạn phải gõ, chịu khó gõ lấy khoảng trăm nghìn dòng gì đó. Còn khi các bạn chuyển sang delegate thì chúng ta chỉ có gõ duy nhất một dòng, và chúng ta thêm duy nhất một cái dòng bên trên là delegate ở trên này. Và mọi vấn đề của chúng ta đã được giải quyết. Thì delegate này chủ yếu tập trung vào cái function pointer. Cái mà chúng ta cần đó là trong cái tham số này chúng ta muốn truyền vào như là một cái hàm. Chính vì vậy cho nó gọi là function. Function truyền theo hàm, function pointer. Thì function ở chỗ nào và pointer ở chỗ nào? Function nó chính là cái function pointer này của chúng ta này, định nghĩa này của chúng ta này. Và pointer of của chúng ta nó chính là pointer. Nó pointer nó chỉ vào đâu? Nó chỉ vào mấy cái hàm add, subtract, multiply và divide. Nó dựa vào mấy cái chúng ta truyền vào nhựa bên dưới. Con trỏ hàm nó là như vậy. Trỏ ở chỗ nào và hàm ở chỗ nào? Hàm đây chúng ta chọn hàm, đó chính là một số cái hàm chúng ta định nghĩa. Pointer nó chính là việc chúng ta trỏ trực tiếp vào các cái hàm đó dựa vào các cái biến mà chúng ta khai báo. Biến ở đây nó là biến hàm thôi. Rồi, đó là toàn bộ nội dung về con trỏ hàm và cách thức chúng ta triển khai. Trên thực tế thì để mà tạo ra cho chúng ta một cái ở cái phần tiếp theo nữa, đến cái phần event thì chúng ta có thể sử dụng cái delegate theo một cái cách khác. Khác này đi, được chưa? Chúng ta không thích cách này nữa, chúng ta chạy cái khác. Thì chúng ta chạy như thế nào? Chạy như thế nào vào delegate? Thì cách thức chúng ta khai báo một cái function pointer thôi. Chúng ta vẫn là function pointer đây, và chúng ta đặt cho nó một cái pointer ở đây, được chưa? Đây là chúng ta đang khai báo một cái biến có tên là pointer. Pointer này có kiểu là kiểu function, được chưa? Kiểu delegate. Và lúc này chúng ta cần trỏ vào đâu? Chúng ta cần trỏ vào cái hàm nào? Pointer lúc này chúng ta trỏ vào pointer. Chưa? Chúng ta trỏ vào đâu ạ? Ta trỏ vào cái hàm pointer biết này đúng không? Pointer này. Nên chúng ta cần trỏ vào cái hàm hàm add đi. Chưa? Rồi, pointer lúc này nó trỏ vào hàm add, và lúc này chúng ta chạy cái pointer thôi, tương tự như phần trên. Pointer chúng ta đang chạy cái gì ạ? 3.5 đi. Nó vẫn chạy thôi. Chúng ta console-realize cái này ra, in. Đấy chưa? Console, con pointer cái này là console-realize. Đây là cái realize này. Chúng ta chọn vào cái hàm pointer này. Nó vẫn chạy bình thường. Bằng chứng chúng ta hãy chạy qua chúng ta xem thử, được chưa? Lúc này nó sẽ bằng 8 như các bạn nhìn trên màn hình. Chúng ta không thích cái pointer nào thì con trỏ đây, chúng ta khai báo con trỏ hàm, con trỏ đấy, hàm đấy, được chưa? Chúng ta không thích trỏ vào hàm s nữa, chúng ta trỏ vào hàm multi đi, multiply, được chưa? Chúng ta chạy lại. Giá trị của lúc này 3/5 nó sẽ ra bao nhiêu ạ? Nó sẽ ra là 15 này, gì kìa. Chúng ta không thích trỏ vào cái hàm multiply nữa thì chúng ta trỏ vào cái hàm nào? Chúng ta trỏ vào cái hàm trỏ vào cái hàm gì được? Subtract đi.
giờ nó sẽ bằng trừ 2, 3 trừ 5 bằng trừ 2. Rồi, giờ đó chính là cái khía cạnh đặc biệt của con trỏ hàm. Chúng ta sẽ có rất nhiều cách để làm, để viết khác nhau. Default mặc định các bạn có thể gán, đây là khai báo xong không gán nhé, thì pointer lúc này nó sẽ bằng null. Giờ bắt đầu chúng ta thực hiện phép gán là vào phòng số dòng số 35 là chúng ta sẽ thực hiện gán, gán cái pointer đó nó trở với hàm subtract, sau đó chúng ta chạy thôi. Bình thường không, đây là chúng ta khởi tạo trước sau chúng ta gán sau, hoặc nếu nếu như các bạn muốn thì các bạn cũng có thể khởi tạo và gán. Default mặc định nó là s chẳng hạn, như chúng ta có thể khai báo như thế này được, còn sau đó chúng ta chạy thì nó cũng vẫn ok, không vấn đề gì hết. Anh chưa, chúng ta chạy thử cái này, các bạn cũng sẽ nhìn thấy nó là nào, nó sẽ bằng 3 cộng với 5 nó sẽ bằng 8 này, được chưa? Nó vẫn vậy thôi. Đối với lại con trỏ hàm thì chúng ta đã qua được một cái level 1 rồi. Bây giờ level 2 rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một cái thêm một bước nữa, đó là liên quan đến cái level 2 cộng, được chưa? Đối với level 2 cộng. 2 cộng tức là chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm là multicast delegate. Thế thì multicast delegate nó sinh ra giải quyết cái vấn đề gì? Bây giờ nó sẽ dưới ví dụ cái này. Chúng ta có một cái pointer ở đây. Và pointer ở đây chúng ta đang gán nó bằng s. Đó, sau đó chúng ta chạy cái này. Chúng ta chịu gọi pointer ở đây. Tiếp theo nữa chúng ta gán cái này, pointer sẽ bằng subtract. Tiếp theo nữa chúng ta pointer nó sẽ bằng multiply. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ gán nó bằng bằng divide đi. Được chưa? Chúng ta chạy cái này chúng ta xem kết quả của chương trình. Được chưa? Đây sẽ là kết quả chương trình 8 trừ 2 và 15 và 0, nó vẫn đúng, đúng chưa? Như vậy mỗi một cái pointer của chúng ta thực hiện trỏ đến hàm add, thực hiện phép tính đó, trỏ lại đến hàm subtract, thực hiện phép tính đó và viết ra màn hình. Sau đó thì refresh lại, trỏ đến hàm multiply, thực hiện phép tính đó, ghi ra màn hình. Và cuối cùng là trỏ đến hàm divide, thực hiện phép tính đó, ghi ra màn hình. Nó vẫn chạy bình thường như thế này. Thế thì đối với cái bài toán này nó dừng lại ở đây được chưa? Thì nó chưa vì khi nào? Trong rất nhiều các bài toán trong thực tế, nó có một cái trường hợp xảy ra, đó là chúng ta có một loạt các cái phép tính ở đây, add, subtract, multiply. Chúng ta muốn thực hiện hết các cái phép tính này theo thứ tự từ trên cho xuống dưới, thực hiện các cái hàm ấy. Ví dụ thực hiện hàm 1 xong, tôi muốn thực hiện hàm 2. Thực hiện hàm 2 xong, tôi muốn chạy hàm 3. Thực hiện hàm 3 xong, tôi muốn thực hiện hàm số 4. Và cái việc chúng ta cần phải thực hiện các cái hàm theo thứ tự thế này thì có thể các bạn sẽ gặp trong các cái callback, các cái function trên thực tế, đặc biệt là trong game chẳng hạn. Trong game các bạn cũng sẽ gặp nhiều, hoặc là trong xử lý những cái dữ liệu download ở trên mạng về, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều. Đầu tiên chúng ta phải download được dữ liệu về, chạy hết xong cái hàm đó, sau đó chúng ta mới thực hiện xử lý dữ liệu. Xử lý dữ liệu xong rồi chúng ta sẽ thực hiện hiển thị dữ liệu lên. Hiển thị dữ liệu lên thì sau đó chúng ta mới thực hiện một cái hàm khác chẳng hạn. Và điều đặc biệt đó chính là cái việc các cái hàm đó chúng ta sẽ phải thực hiện theo một cái tuần tự nhất định. Để thực hiện cái tuần tự nhất định này, trước đây chúng ta cũng có, tức là cái tư tưởng chúng ta làm thì nó cũng rất là dễ thôi. Chúng ta khai báo một cái mảng đi, in đi, về mặt khái niệm thôi. Chúng ta có thể thực hiện cái hàm đầu tiên là add này, là subtract này. Chúng ta cho hết cái mảng này vào trong một cái chúng ta cho hết cái hàm này trong vòng một cái mảng divide. Sau đấy công việc của chúng ta là làm cái gì ạ? For item chẳng hạn in array. Cái này chúng ta đã đặt tên nó là cái gì ạ? Function need to perform đi, in function. Và sau đó chúng ta sẽ làm cái gì ạ? Function này. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chúng ta item
chúng ta thực thi cái này, được chưa? Thực thi cái này thì nếu như cách tiếp cận này mọi người nhìn thấy là chúng ta có một loạt các cái hàm này, và sau đó chúng ta duyệt qua các cái phần tử trong các cái hàm, trong các cái mảng này, và sau đó chúng ta thực thi cái này lên item ở đây, thì các bạn lúc này các bạn sẽ để ý là cái item này trong cái function này để nó giống y chang như là cái function này, cái này của chúng ta, đúng không? Cái item này đều để mà chạy được thì chúng ta lại cần phải có một cấu trúc gì đấy, chúng ta khai báo cái item này giống kiểu delegate, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ phải delegate lại giống hai cái đống này, và sau đó chúng ta thực thi cái đống này thôi. Thì đấy là cái tư tưởng của chúng ta, và cái tư tưởng này của chúng ta cũng hoàn toàn làm ở trong delegate được, mà chúng ta không mất công, đúng chưa? Thì delegate có cách giúp chúng ta giải quyết được, đó chính là việc chúng ta pointer đấy. Pointer của chúng ta đây hoàn toàn có thể làm một cái thao tác đó. Pointer ở đây nó, các bạn có thể hiểu rằng là ở trong cái phần này đầu tiên, khi pointer nó bằng pointer ở dòng số 34 nhá, dòng số 34 34 ở đây chẳng hạn, thì lúc này pointer nó không chỉ vào đâu cả, nó bằng null, nó không trỏ vào đâu hết. Đến dòng số 35 pointer nó làm cái gì? 35 thì pointer nó sẽ bằng s, mình chưa? Lúc này giá trị của trong pointer nó cũng sẽ là chính là cái đây, mình chưa? Tiếp theo nữa, pointer từ gắn cộng bằng subtract, thêm cái subtract này vào trong pointer thì chúng ta lúc này có khái niệm là multicast, nhiều. Dòng số 36 của chúng ta lúc này cái subtract nó sẽ như nào? 36 pointer lúc này nó sẽ có giá trị là s và subtract, được chưa? 37 của chúng ta khi mà chúng ta tiếp tục chúng ta write cái này ra tiếp, subtract ta không gán nữa, multiply, các bạn cũng hiểu tương tự như vậy, multiply ở đây pointer cộng bằng multiply, số pointer cộng bằng divide, chúng ta có cái kiểu gán này. À, pointer lúc này nó là một con trỏ, trỏ đến nhiều nhiều hàm. 35 thì nó sẽ có kiểu null chưa trỏ ở đâu, 34 nó sẽ có kiểu null chưa trỏ vào cái gì. Dòng số 35 thì lúc này nó sẽ cho cái s vào một cái array, dòng số 36 lúc này nó sẽ áp subtract nó vào đây. Tương tự như vậy, các bạn có cái gì ạ? Dòng số 37 và 37 ở đây. Dòng số 37 chúng ta sẽ có subtract này, sau đó chúng ta sẽ có multiply, và dòng số 38 thì nó cũng sẽ tương đương với lại dòng số 37 này. Chúng ta copy paste xuống dưới thêm cái chữ divide nữa. Được chưa? Và pointer lúc này nó sẽ có giá trị như sau. 36, 37 và 38. Nó sẽ là như vậy. Và khi chúng ta thực hiện cái pointer này, các bạn đoán thì nó sẽ ra kết quả như nào? Được chưa? Multicast. Cast nó là gán đấy. Được chưa? Chúng ta có khái niệm là multicast. Cast delegate. Multi là ở chỗ nào? Đó chính là đây là 1 2 3 4, số nhiều nó là số nhiều của nó là 4 đấy. Nó chính là thể hiện ở chữ multi. Cast ở đây nó chính là gán thôi. Gán ở đây là phép tính cộng bằng gán bằng này, cộng bằng này. Ngoài ra chúng ta còn có phép tính trừ bằng nhá. Trừ bằng có nghĩa là chúng ta sẽ, ví dụ như chúng ta muốn bỏ cái multi này ra, chúng ta chỉ việc thêm cái trừ bằng thì nó sẽ lấy cái này ra thôi. Hiểu chưa? Cộng bằng hay multi nó chính là nhiều. Cast nó chính là phép gán ở đây, bằng và cộng bằng và trừ bằng, bằng cộng bằng và trừ bằng, nó chính là chữ cast ở đấy. Hiểu chưa? Và delegate thì bản thân pointer này nó chính là cái delegate. Đó là nghĩa của toàn bộ chữ multi cast delegate là như vậy. Các bạn có thể đoán được khi chúng ta chạy cái này nó sẽ ra kết quả gì không ạ? Console write line. Pointer của chúng ta sẽ lúc này truyền 3 và 5 vào. Thì chúng ta hình dung lại là nó sẽ chạy như thế nào. Chạy thử chương trình thôi, experiment, và chúng ta sẽ xem kết quả.
Dạ. Khi chạy kết quả này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây thì chúng ta chỉ có một cái kết quả duy nhất, nó là con số 0, được chưa? Ở đây nó chính là cái thực hiện cuối cùng của chúng ta. Tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy một con duy nhất, đó là con số 0? Tại vì ở trong này nó sẽ chạy đến, nó sẽ đưa ra, nó sẽ chạy mấy cái hàm trên, nhưng mà chúng ta chỉ có một hàm console realize duy nhất thôi, cho nên nó sẽ chạy từ đầu cho đến cuối, và cái hàm console realize này nó sẽ chỉ chạy cho đến cái cuối cùng chúng ta hiển thị lên, được chưa? Nó chỉ chạy một lần duy nhất đến cuối cùng thôi. Và nếu như chúng ta muốn quan sát ấy, chúng ta muốn quan sát nó chạy như thế nào, thì chúng ta có thể customize lại cái hàm này của chúng ta một chút. Cái hàm của chúng ta, delegate này của chúng ta đổi lại mấy cái hàm này nhé. Chúng ta không để là hàm in nữa, mà chúng ta sẽ để là void, được chưa? Void đồng nghĩa sẽ không có return. Chúng ta void này chúng ta console realize đi. Console realize return chúng ta sẽ có cái gì đây? Money đi. Return của chúng ta sẽ bằng add. Yeah. Đây là phép tính add. Yeah. Trong này chúng ta sẽ có x cộng y. Mục đích là để cho chúng ta keep track thôi. Dưới này chúng ta sẽ có cái gì ạ? Trừ, đúng không? Void cũng phải trừ nốt. Và console chúng ta subtract x trừ y. Chúng ta cứ đổi mấy cái này xong các bạn không đổi cái delegate này xem nó có chạy không nhé. Delegate chúng này chúng ta có thể để void tiếp. Và đây chúng ta cũng có multiply moon multiply x nhân y, và chỗ này chúng ta có cái void divide x chia divide x chia cho y, được chưa? Và chúng ta chạy lại, chúng ta xem thử về kiểu gì nó cũng có lỗi, được chưa? Các bạn nhìn đây, tớ đổi từ void, từ kiểu y nó đổi thành void, lập tức bên dưới này chúng ta sẽ có lỗi ngay, được chưa? Void đây nó lỗi ngay vì theo định nghĩa thì kiểu trả về của delegate phải có cùng kiểu trả về với lại tất cả những cái hàm bên dưới này. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái hàm mà chúng ta muốn chạy được thì đương nhiên chúng ta cần phải chạy void đây, được chưa? Các bạn có thể định nghĩa, các bạn để ý nếu đây là void rồi thì thế này chúng ta sẽ không cần phải là return nữa, được chưa? Chỗ này chúng ta void đi. Không cần return nữa. Và pointer ở đây chúng ta chạy lại thì để keep track up, tức là để xem là những cái hàm bên trong bên dưới bên phải nó sẽ chạy như thế nào thôi. Cái phần bài tập nâng cao nhá, cái phần bài tập để cho các bạn tự tìm hiểu. Ví dụ như ở đây chúng ta void chẳng hạn, mà chỗ nào đó chúng ta có hàm int thì các bạn đoán là nó sẽ lỗi ở đâu, được chưa? Ví dụ như hàm divide mà nó để kiểu int thì chắc chắn là nó sẽ lỗi ở đâu ạ? Lúc chúng ta thêm vào divide đây. Cho nên cái kiểu divide này, con tròn này nó kiểu void mà nó trỏ vào đây thì hai kiểu khác nhau thì sẽ không được. Kiểu tương tự như vậy, nếu chúng ta đổi kiểu void multiply thì kiểu gì đây chúng ta sẽ gặp vấn đề. Cho nên để mà khớp với nhau từ đầu cho đến cuối thực hiện multicast này, điều đó đồng nghĩa việc là tất cả những cái hàm ở đây đều phải khớp với cái kiểu trả về của pointer. Cho nên chính vì từ đầu như vậy, void đây chúng ta yêu cầu phải khớp với tất cả những cái hàm mà nó định trỏ đến, được chưa? Chúng ta khớp lại cách thôi, sau đó chúng ta chạy cái này thì các bạn có thể đoán được ra là ông nào, hàm nào chạy trước, hàm nào chạy sau, rồi đúng không ạ? Add bằng 8, subtract bằng 2, multiply bằng 5, 15 và divide bằng 0. Chúng ta gắn nó vào bằng các hàm pointer đây, chúng ta chạy một lần duy nhất, được chưa? Chúng ta chạy một câu lệnh duy nhất và nó sẽ chạy tất cả cái hàm trên theo thứ tự mà nó thêm vào. Ví dụ đây theo thứ tự mình không thích, mình đổi thành multiply trước đi. Add sau đi. Đầu tiên add đằng đầu, được chưa? Thì nó sẽ chạy cái divide trước đi. Subtract sau. Nó sẽ chạy theo đúng thứ tự mà nó thêm vào.
multiply divide add và subtract chưa? Multiply đây chúng ta có được chưa, multiply divide add và subtract đúng theo thứ tự của cái này chúng ta thêm vào. Thì bây giờ chúng ta có cái pointer chúng ta đặt ở đây add xem rồi này, bây giờ chúng ta bỏ cái này đi thì sao, trừ bằng đúng như chúng ta thêm rồi chúng ta bỏ ra xem nó chạy như nào. Để trừ possible lúc này nó chỉ còn lại là ba cái thôi được chưa, multiply divide add, add chúng ta bỏ ra rồi và subtract chúng ta có thể dễ dàng chúng ta remove được, được chưa? Rồi đấy là toàn bộ về cái phần về delegate ở trong C#.